Ngọc Quang Bắc Giang xin được test thử bộ sản phẩm cho bác tên Ngọc Quang Đức, bác ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đã đặt bên em một bộ sản phẩm gồm rất nhiều món, một chiếc đẩy và hai là quản lý nguồn vang cơ cao cấp nhất trong dòng vang cơ lai số và đây hút tin, cũng là bền và chống hú tốt nhất, rồi lưng tiếng TD, bộ mic không dây hàng bãi, loại này là mắc tiền nhất trong dòng hàng bãi em bán đây đấy. Mã ký hiệu Hanman, và cái đời này là em nhập cái lô sản phẩm này là tay nó còn nguyên nhá, đời này chưa một vết sơn nào, kể cả cái đầu thu vẫn còn cái độ mòn đi và cái độ cũ theo thời gian đã sử dụng, nhưng mà sử dụng rất ít đấy. Còn cái cũng có những cái lô nó như thế này nhưng mà sơn lại vàng óng và sơn tay lại, thì đấy là cái sản phẩm nó xấu hơn, nhưng cái lô này thì nó đẹp xuất sắc, em đã từng giới thiệu với các bác, thì giá tiền nó sẽ cao hơn, giá là 3,2 triệu. Còn cái loại mà sơn lại thì nó sẽ rẻ hơn, trông thì đẹp hơn, nhưng mà cái này trông thì nhìn qua trông nó bẩn sức sức hơn một chút này thôi, chứ không phải là bẩn nhá. Đấy, nó có sức hơn một chút nhưng mà nó gần như mới. Đấy, các bác nào hiểu là cái nguyên chất của nó chưa sơn nhá. Đấy. Đấy, nó phải có những vết xước này. Đấy, đây là bộ mic nguyên bản. Chưa sơn lại tay, chưa thay đầu, chưa sơn đầu. Quá đẹp. Đẹp nhất trong sản phẩm hàng bãi và cái bộ cao cấp này. Vâng, các bác thấy cái chất vàng của hai hộp rất là nhẹ và dễ hát. Đấy. Em giới thiệu hơi sâu về cái mic bãi này, nhưng mà nó thực sự là đẳng cấp. Và giới thiệu sâu hơn nữa là cái loa lời của BB, thì đây là dòng loa lời gọn, đẹp, một kiểu dáng đẹp nhất này. Đấy, tiếng rất bé nhưng có võ, nhiều bác bé nhưng có võ. Thậm chí một cặp này nó có thể dùng độc lập trong căn phòng 15m, thậm chí 20m. Bé thôi nhưng mà rất hay. Tép nó như tép 450C, bass 16 thôi. Tuyệt hay các bác nha. Để phối ghép với cả những cặp loa lời, cặp loa chính như 450V MK2 kia, hoặc 450C, 850, 900, 1000, 2000, thì cặp loa lời này nó cực kỳ là hiệu quả. Cặp loa lời BB210 này nó cực kỳ hiệu quả và xinh đẹp, tiếng rất hay, sáng tiếng. Đấy, em báo qua cho các bác. Bộ sản phẩm này rơi bác lại lấy thêm một cặp loa DG này nữa này. Đấy, bác đã chuyển tiền đủ cho bên em rơi vào là 30, hơn 33 triệu, thì em tính tròn là 33 triệu đồng bác đã chuyển khoản đủ. Đấy, xin trân trọng cảm ơn bác Quang Đức. Sau đây em mời các bác vào kênh của Ngọc Quang Bắc Giang để em test thử cái bộ sản phẩm này của bác Quang Đức để các bác cùng tham khảo và nghiên cứu lựa chọn. Tiếp giới thiệu với các bác, đây là đẩy loa Decadent King này, thì chắc là các bác biết chất của nó rồi, rất là phê. Vang lưng TD Ucha 800 và vang GD Gutin 320, nói chung toàn những hàng nổi tiếng và độ bền cao. Sau đây mời các bác thử thức chất âm nhé. DG hiện cho các bác nữa, các bác đã đặt và chuyển tiền cho em rồi. DG là của bác Quang Đức nữa. Rồi.